Trước hết đó thì trở lại cái đề tài mà thầy cũng đã chia sẻ về tuần trước. Tiếp nối thì thầy nhấn mạnh lại là cái tài sản mà lớn nhất mà chúng ta hiện đang có không phải là nhà lầu xã hội, chẳng phải là tài khoản trên ngân hàng. Nhưng đó thì dĩ nhiên là nó có giá trị rồi, nhưng mà nó không phải là tài sản giá trị nhất. Vậy là tài sản giá trị nhất mà chúng ta hiện đang có là gì? Vậy chính là cái bản thân này, cái thân này mà chúng ta đang có. Và nói thẳng với là cái âm. Sở dĩ mà chúng ta không nhận ra những cái điều này, tại vì cái lời của Đức Thế Tôn nói là tự cao thân người với chúng ta đây là có quý văn kim kim cương được ở trong kim Phật gọi là đi ngọn như ý mới có thể thành hạ thành muốn muốn thành Phật ra thành Phật, muốn gặp vua là vua, muốn là yêu nhân thành đạt, thành doanh nhân thành đạt, muốn bác sĩ thành bác sĩ, muốn nha sĩ thành nha sĩ. Anh đi đạo Phật, cái này nghe nó rõ hơn không? Và cái này Phật hearing being. Nhưng mà tới thì mà chúng ta không có nhận ra được những cái điều này nữa, tại vì chúng ta quả thật đó thì nó có một phần là vô minh ám tế. Và chúng ta không có trí huệ, thành ra vì vậy thiếu trí huệ mà chúng ta không nhận ra. Chúng ta đang có những cái giá trị, phần đó là niên hành. Còn giá trị rất là lớn, chỉ có thân người mới được soi. Hiện tại thì là chúng ta đang sống ở một cái đất nước rất là an minh, ở một đất nước hay nó gọi là phải như là Hàn Quốc. Chúng ta đang ở Canada là một trong cường quốc, là trong 7 quốc gia là gọi là G7 G7. Với một cái nền văn minh bảo vệ của Pháp là cao. Và chính là cái văn minh của kỹ thuật thành gọi là giả phép thời đại, gọi là máy móc hát. Thì giờ càng mấy mốc chừng nào á, chúng ta trở thành cơ công chừng đó. Càng cơ tâm á, thì lại càng phan duyên. Và khi phan duyên đến cấp độ mà những người tu hành như thầy á, rồi khi phụng tị bốn vào thích hạn. Có thể nói là đưa ra một cái ví dụ như là vì gọi là cái trầm cảm đó, cái trầm cảm xung quanh mình cùng với lại những cái máy móc hiện đại đó, người đời gọi là hưởng thụ đỉnh cao của sự hưởng thụ, đúng không? Đỉnh cao của sự hưởng thụ do máy móc. Thì nhờ máy móc mà chúng ta nhờ qua đó mà chúng ta được đi du ngoạn này, đi du lịch nè, đi xem giải trí như là đi ca hát nhạc kịch nè, đi xem sinh đê nè, và mình làm tất cả những cái hoạt động như là văn hóa thể thao hay đủ thứ đó, thì có phải là nhờ vào cái văn minh máy móc khoa học kỹ thuật này mà đã góp một phần vào cái hạnh phúc của mỗi người hay không? Thì trên cái phương diện này á, thì nó có góp một phần nhỏ thôi. Hiện tại này á, thì thế giới cái nhìn đó của người trí á, thì văn minh khoa học kỹ thuật có rất là nhiều vấn đề. Và một trong những cái vấn đề này á, của khoa học kỹ thuật thì là hình như là né tránh hoặc là cố tình né tránh về nhân phẩm đạo đức, về thiện ác đúng sai, về con người nên sống như thế nào. Và thật ra thì khoa học kỹ thuật đó, thông minh khoa học máy móc hiện tại đó, đã giúp cho con người kiểm soát được thiên nhiên. Kiểm soát được thiên nhiên một cách mà phải nói là không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên đó, khi mà kiểm soát thiên nhiên, thắng được thiên nhiên,
Thì lại hiện tại nay đó là cũng kiểm soát con người. Một số pháp quốc gia họ kiểm soát thì cái phần của họ qua khoa học kỹ thuật cao, qua AI, qua tâm linh, máy móc đó. Để thấy thì giúp cho con người hạnh phúc này là đi kiểm soát lẫn nhau. Thầy ở thì thầy ở bên Việt Nam, không phải là thầy vô máy hấu gì. Thầy cũng đang ở bên đó, rồi là thường tọa thì cũng ở Việt Nam qua. Nhưng mà hiện tại này là bản thân thầy cũng đã có chứng minh nhân dân, nhưng mà chứng minh nhân dân thầy đã gắn chip. Và thầy nhớ nghe người ta nói là cái gắn chip này là để theo dõi mỗi người rõ ràng ở đi đâu, về đâu, làm việc gì là đã kiểm soát hết. Và thậm chí ví dụ là những người đó mà đang sử dụng cái phone, dù là iPhone hay là phone của Samsung, thì ngay sử dụng cái phone đó cũng đã bị kiểm soát. Thành ra cái văn minh nữa, và khi cuộc nó giúp cho con người kiểm soát thiên nhiên, cũng đồng thời luôn là kiểm soát với nhau. Thế chứ không có phải là đem lại hạnh phúc cho nhau. Và xông lên là càng văn minh chừng nào thì đời sống của con người chúng ta hiện tại anh là hết sự là ổn loạn luôn. Không biết là đại chính có đồng ý với anh hay không? Không? Rất là ổn loạn. Và tại sao lại ổn loạn như thế này? Thì một trong những cái con trả lời là sở dĩ ổn loạn đó là văn minh máy móc đó, nó đi lên nó đi rất cao, nhưng mà cái luân lý đạo đức nhân thường đó thì lại càng đi xuống thấp. Thì đó rất thiếu sự cân bằng. Bằng chứng là không nói đâu sai. Đại chúng ở đây đã là cha là mẹ, có con trưởng thành hay là tốt nghiệp đại học, nhưng mà chúng ta thấy là mấy em đó học và học xong giờ thông minh đó có hạnh phúc không? Thầy nói không, thầy thấy là có quá nhiều gia đình bị lâm vào trong những cái hoàn cảnh mà phải nói là hãy về chùa. Thầy thấy là thầy Pháp Hòa bóc một số với cái lúc mà thầy Pháp Hòa thầy giảng á, là thầy cũng hay trả lời vấn đáp của Phật tử về bốc thăm, hay là toàn là nói về cái phương diện này rất là nhiều, những cái là thiếu hiểu biết cái hạnh phúc ở trong gia đình. Con thì nó bị coi như là cơ tông, nó theo máy móc mà cái hạnh phúc thực sự thì nó chẳng qua máy móc thì đâu. Bây giờ các thầy giải quyết cái vấn đề này là như thế nào? Thầy xin thưa là cái đơn vị của Đại thừa Phật giáo, mà không phải là chỉ là Đại thừa Phật giáo mà ngay cả Nguyên thủy Phật giáo cũng đều nói lên thứ về cái không, đều nói về cái vong. Nhưng khác với lại những cái sách vở nghiên cứu chuyên đề về cái không của những nhà khoa học, họ nghiên cứu và họ vẽ ra cái bản đồ của tâm linh. Họ vẽ ra cái bản đồ của bộ não. Họ nói chỗ này nữa, cái bộ phận nghĩa đằng trước này nữa, giờ mình để là ăn trí nhớ đó. Rồi nó tiết ra cái chất này chất kia là, rồi nó nói là cái óc phải là dành cho những người như thế nào, mà cái bộ óc trái của mình đó là nó thi về như thế nào, phổ bẻ ra cái bản đồ tâm linh. Còn nó Đức Thế Tôn nó giảng á, về cái không nó không nhắm tới, là chỉ nhắm tới một thứ duy nhất thôi, giải thoát và an lạc. Chúng ta ở trong buổi sáng hôm nay á, hình như là nó lại tiền còn mày đó nó khác ô bài ở đây phải gồm quá để mầm nó ắt luôn mình nghe ông đã biết ông nghe rồi. và đi bây giờ là rất là ông ngon ha. Có phải là chúng ta vừa nghe cái bản kinh thức đơn giản không? Đừng có nói là chỉ khen tất cả con người chúng ta mà thấy cả luôn cả người trời ác mất. Ai nhìn cái là Phật Thế Tôn, thế nào là phúc đức,
Thì cái phúc đức của nó liên quan nhìn gì đến với cơ âm mô, với máy móc thôi. Chứ thường là chẳng có liên quan gì. Máy móc đó nó chỉ là một phần hình thuật của. Nhưng mà cái mặt trái của đó thì rất là nhiều. Thành ra chúng ta không thể nào mà dựa vào máy móc để đem lại hạnh phúc cho chúng ta được. Tại vì hạnh phúc thực sự nó không có liên quan gì đến nó khác. Thì thầy vẫn nói là cái giá trị và cái tài sản mà giá trị biết mà chúng ta thì đã có là chính là cái bản thân và là cái không này. Và cái đó muốn giúp cho chúng ta có một cái tâm như thế nào mà đem lại cho cái bao nhiêu cục đích và hạnh phúc. Thiên và yêu thao tức muốn biết về cốt kích xin thế cô chỉ vậy. Thức đức. Thì ở trong đó đó, có nói một số những cái phương diện. Đó. Có nói đề cập tới một số phương diện. Thầy thì chúng ta hồi nãy là chúng ta tụng. Bây giờ chúng ta hãy cùng đọc với thầy nha. Đó. Thầy đã đọc từng đoạn và quý vị hãy nghiêm nói lại với thầy. Coi thử có phải điều này đó, nói đúng hay không? Anh Yudha Phật, Phó Sư Đại Yudha Thang. Yeah. Amen. And it's very kind of her. Vì mì lập đoại trang 184. Cái bài kể thứ nhất thì nó rất là rõ ràng lắm. Gần bậc thì đen mà gần đèn thì sáng. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền. Tôi kính bậc đại khi đó. Vô phúc đích không? Quý vị có vô phúc đích không? Hãy đọc comment của quý vị có vô phúc đích không? Hãy viết chọn bạn mà chơi. Nó rất là rõ ràng. Mình chơi với bạn nào á, thì mình bị ảnh hưởng theo, gọi là ngưu tầm ngưu, mà mã tầm mã, đúng không? Đó. Rồi, cái thứ nhiên, chúng ta được sống trong cái môi trường tốt, không phải ở Việt Nam, nó lộn xộn, nó hỗn loạn. Mà chúng ta đang sống ở Canada nè, đúng không? Thì, thay nên Việt Nam là vì di sự, nhưng mà phải nói rằng là chúng ta đây rất là có nhiều cơ hội để tạo tác nhân lần. Tại vì tạo tác nhân là mình là như thế nào? Chúng ta có thể thực sự là trang hoài cái niềm yên cương của mình đối với con, đối với vợ, đối với chồng, đối với ngoại xã hội xung quanh mình, đối với vài kho vô ai ở Việt Nam. Chúng ta có thể làm được nhiều điều. Chúng ta đi làm, như là chúng ta có thể lan tỏa cái tình phương này đi khắp nơi được. Và ở cái điều kiện này mà chúng ta có sẵn, chúng ta không phải là lao lực đi làm để mà kiếm tiền cho nhiều hay là thiệt không nào. Tại vì vì cái tài khoản của mình nó là có là million đi đó, nhưng mà nếu cái công của ta và nó không có biết về phúc đức thì khi tiền đó nó cũng nó nhanh chóng mà đi. Khẳng định cái điều này sẽ không có phải là máy móc không bao giờ hợp lại được. Dù chúng ta có thể có tiền đi du lịch riêng, đi mua gì cái tour cái tour 5.000 đô chỉ chơi thì cho người một tháng rồi phải trở về ôm đi máy bay Boeing bỏ một cái vé máy bay 4-5.000 first class Boeing thế nói đem lại chúng ta rất là thoải mái. Nhưng mà rồi chúng ta về thì là cái quả trống nó vẫn còn. Chúng ta phải đối diện với đại cái mùa đông như là tuần vừa rồi hay cảm ơn. Tại vì sự thật đó là cuộc đời này có cái thân này rất là quý giá, nhưng mà nó kèm theo cái sự vô thường của nó. Thì không ai chẳng hỏi được là thầy cũng vậy. Nhưng mà khi rồi nếu mà chúng ta có chút hiểu biết và chúng ta muốn tu sửa tâm tính này để chúng ta không bị cơ tâm, không bị đề phụ vào máy móc. Và cái đó thì mà là thất bại. Có xe Lexus đi được mà không có thì cũng chẳng có gì buồn. Có iPhone 15 xài mà không có thì xài của bắp của tiên vui vẻ. Không phải lệ thuộc. Không phải chạy theo mốt. Về vô chinh Yves Saint Laurent vì đó
phải có cái túi 2.000 đô. Thì 2.000 đô là có thể đó. Rồi hát gì đâu mà thầy nghe nói mà tích phải 100.000 luôn. Cái 2.000 gì hả? Thầy không hiểu là coi như là thật ra người giàu ở đây thì giàu thì phải nhiều, nhưng mà họ phải hạnh phúc hơn thì nó không. Thì đã có những cái phim đó là người giàu cũng thấp, rồi cũng tư tưởng, cũng tình khác với nơi. Thật ra, có thể là khuyến cáo, nhắc nhở. Rồi cái thứ ba, nếu mà chúng ta muốn hạnh phúc không, hãy làm cái điều thứ ba này. Hãy học. Mình phải chơi bởi hiệu lộn. Cái chiều đó học. Hãy chiều đó về chùa nghe Pháp. Thầy nói thế, cái này là điều rất đặc biệt luôn. Pháp này bộ không, đâu có phải dễ nghe đâu. Biết hành trì giới ngục là. Cái điểm này thầy cũng xin nhắc lại. Đừng có nghe cái chữ mà giới ngục á. Ô hòa anh đi đọc Phật Cần Lôi. Con những điều giới được đọc thở ơi. Con người đời có sợ lắm. Nên nói. Nếu mà chúng ta cái giới ngục này cần phải hiểu là như vậy nè. Là một kỷ luật mình tự ác đặt lên mình nếu mà mình muốn hạnh phúc. Nếu ai mà muốn giảm cân, quý vị ở đây đã thấy soi gương, đứng trước gương và thấy cái bụng mình nó hơi phình phình, nó hơi tròn. Và chúng ta nói là, mình phải làm sao giảm xuống 5 kg. Thì chúng ta phải tự kỷ luật mình chứ, đúng không? Bằng cách nào? Bằng cách là buổi sáng, tập thể dục. Thứ hai, Alan thì phải ăn phiền. Ăn rau, không ăn cái đồ béo nữa. Mình phải tự kỷ luật hình thoại. Thầy nói vậy có đúng không ạ? Nó phải kỷ luật thôi. Bây giờ người nào mà muốn làm giàu, mà người đó không kỷ luật mình là cắt khuya dậy sớm, đi mở cái công ty đó, người đầu tiên mở và người là người cuối cùng là ra khỏi công ty đó, đóng cửa lực, phát cửa, có đúng vậy không? Có như vậy á, mới sau này mới giàu được chứ. Chưa phấn màu, vô thả anh. Thì có dầu thì mà thôi. Hình đâu vì vậy mà vấn đề mà dưới nhục ở đây Đức Thế Tôn nói á là những cái vấn đề mà mình tự dừng khi buộc mình. Ví dụ là mình nói là mình giữ 5 giới của người Phật tử tại gia. Ví dụ là trường hợp như là không sát sinh. Thực ra là điều này rất là đối với lại cái cuộc sống này hiện tại của chúng ta đây nè. Chúng ta ăn quá nhiều thịt. Chúng ta sát sinh rất là nhiều. Mặc dù là ở bên này thì chúng ta không có trực tiếp, nhưng mà thành ra cũng là giả thiết rồi đó. Nếu mà chúng ta bớt ăn, chúng ta dĩ nhiên không phải là phê căn đứng nghĩa là bảo vệ môi trường gì. Nhưng mà vì chúng ta nghĩ lên là chúng ta học sinh lòng tường, chúng ta không sát sinh nữa. Chứ không phải là vì dây ngăn, chúng ta không phải là vì bảo vệ môi trường, nên là cái đó là nó chỉ là phụ thôi. Tuy nhiên của đạo ở đó là chúng ta không sát sinh là tại vì một phần đó là cha mẹ của chúng ta ở trong quá khứ do vì tạo tổ tác vô biên chi đội đó mà đọa làm thân cá, thân gà, thân heo. Chúng ta không ăn nó, chẳng những không ăn mà chúng ta còn phóng sinh. Là tại vì nó có một phần đó là chúng ta cứu cha mẹ của chúng ta trong nhiều đời tiếp. Cái tinh thần đó thì nó rất là rõ trong kinh điển của Đại Cơ. Cậu Quang nói là nếu mà chúng ta vì khởi nên cái lòng từ, giống như là khi mà mình nói như vậy nè, từ quy Phật, con người này cho chúng sinh, con cùng với chúng sinh đi trên cái con đường đại đạo, thể theo đại đạo, con sẽ làm cho tất cả mọi người xung quanh con thoát cái tâm vô thường, thể theo đại đạo mà thoát vô thường. Trên cái con đường này nó rất đặc biệt, chỉ tập độ của con người cứu độ hết tất cả. Khi vừa nói lại như vậy, thành ra vì vậy mà người muốn cứu độ mà người đi lại đi sát hại anh được tập. Nên anh mới được à? Thì chỉ là nó hơi khó. Muốn là thì đó là vấn đề phóng sinh là thứ nhất một thì thứ hai là vấn đề từ Phật giáo rất là đặc biệt. Thầy thì rất là thầy dạy Việt Nam là thầy hay thường đi phóng sinh lắm, và đi rồi hết phải hiểu rồi.
Anyway, I will send the one and giờ mô phật đó rồi từ đó mới nói là có học mà có nghe ấy là biết hành trì giới luật biết nói đời ái ngữ này có phật nó rồi mình tốc hành mình tới phía câu cuối luôn ngài mới nói đó là chúng ta sống trong nhân gian à, chúng đủ thì trong nhân gian cái bài đề cuối cùng là hai và tâm không hề lay chuyển như cái tâm bảo mình không ai bắt mình tự quy Phật đâu mình tự nói bà con tự quy Phật đúng không tự tự con tự quy Phật con tự quy tại lên tự cái điều này á nói á thì có vẻ là hồ nó đơn giản quá nhưng mà thầy xin thưa nó không hay là đơn giản thích hợp nó khó đến cấp độ mà kinh điển này thường nói một cái con rùa vương một con rùa vương rơi dưới biển khơi bên mâu mà một khi nó một ngàn đọc quý nó mới khóc đầu lên trên thoại nước à, một ngàn ra một kiểu nó mới khóc rồi lên mà khi mà nó ngóc đầu lên đó thì nó đi vào một cái tâm phán mà nó có một cái lỗ nó trôi ở trên mặt nước đó mà nó có thể vào đúng cái lỗ mà nó hiến cái miếng cửa như vậy được có con rùa bồ gà nó mới trôi lên trên mặt nước á và khi nó trôi lên đó thì nó lại coi như là vào đúng cái lỗ của tâm phán đó và đang trôi trên mặt nước đó anh hiếm lắm là má thiên và kiếp nga thao ngộ em ra chúng ta hãy trân quý cái thân này của chúng ta mặc dù là một bài hát ngắn chúng ta có thể không hiểu hết được cái giá trị của thân hồn này nhưng mà ít ra là chúng ta biết làm cúc kích ở trong các vị cao tăng thiền sư có một người thiền sư có nói như vậy là đáng tiếc cho người đời đem cái viên ngọc như ý này mà đi báo chim sẻ và cho đó là hạnh phúc. Thực ra là mình bỏ phung phí cái thân này vào những cái thứ quá rẻ tiền. Thật là hết vì cực kỳ đáng tiếc. Tại vì cái thân này chúng ta có thể làm được rất nhiều thứ. Mà vấn đề Paul nói là giải thoát, ngộ đạo. Ha? Nhưng mà chúng ta có thể đem lại hạnh phúc cho nhau thực sự. Cái điều này ở bà chính nó là cái tôi muốn nói. Tình ra mới nói là nếu mà chúng ta sống ở trong nhân gian vậy thì năm hay tám thì đâu mà chúng ta tông như không hề lấy trị với tâm bảo thì phiền não hết an nhiên đó là phúc rất cao tư nghiệm luôn nhé. Thành ra quý vị cái bài hát của thầy thì đến đây thì tạm thời thấm nhất là tại vì vẫn còn phải có buổi lễ cúng cầu siêu cho huynh đinh của thí chủ của chùa trình ta là thầy trình tòa là hành từng phải làm lễ thành ra thầy tạm nhắc ở đây nhưng mà thầy xin nhắc lại và xin chúng ta hãy chút suy tư về phúc đức hãy nếu mà chúng ta có thời gian rảnh hãy đọc qua lại cái bài kinh phúc đức này cho dù là mình nói là giả có đại thừa nhưng mà vấn đề này vẫn là những vấn đề rất là then chốt. Ngài thầy xin đọc lại cái bài kệ cuối cùng mình và chúng ta hồi trước á A Di Đà Phật. Ngài nói như vậy trong cái bản kinh phúc đức tháng hồi đó họ nói là chung đụng trong nhân gian tâm không hề lay chuyển phiền não hết an nhiên và phúc đức lớn nhất ai sống được như thế đi đâu an toàn tới đâu tự nhiên phúc đức của từng thân và cái thân người của chúng ta chúng ta cùng chấp tay hồi hứa rồi anh ai đã có những cái câu mà có lẽ được mình là ai đã đào này.
chúng ta anh cứ đi chơi con cứ tập tử, đi đâu phật